Xin chào, Việt Nam là một nước đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, bị chiến tranh tàn phá với nhiều đau thương bậc nhất thế giới. Thế nhưng nay chúng ta hòa bình rồi, chiến tranh đã chỉ còn là một thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên, các bạn có biết rằng bên ngoài kia trên thế giới, hàng trăm triệu người vẫn đang phải đối mặt với chiến tranh. Không chỉ ở Ukraine, một cuộc chiến nổi tiếng và chấn động toàn cầu, mà còn rất nhiều cuộc chiến khác mà chúng ta ít quan tâm. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nơi nào, ở đâu vẫn đang có chiến tranh các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng thống nhất với nhau một chút. Thế nào được tính là chiến tranh? Hai quốc gia đánh nhau bằng hàng trăm nghìn lính với khí tài hiện đại thì đương nhiên là chiến tranh. Thế nhưng hai quốc gia mà mỗi bên có vài chục người đánh nhau như Trung Quốc và Ấn Độ tại biên giới thì có gọi là chiến tranh hay không? Như vậy, phải thống nhất rõ ràng thế nào là chiến tranh. Và để cụ thể thì trong video này, admin sẽ chỉ tính các cuộc xung đột vũ trang có ít nhất 1.000 người hy sinh. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Đầu tiên, không thể nào bỏ qua Ukraine, cuộc chiến vẫn đang nóng bỏng nhất hành tinh. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Liên bang Nga bắt đầu một cuộc tấn công quân sự vào Ukraine, làm leo thang một cuộc xung đột đã âm ỉ kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Sau khi chính thức công nhận các khu vực Donetsk, Luhansk của Ukraine ly khai vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga đã đưa quân đội đến Ukraine với nhiệm vụ mà ông gọi là sứ mệnh giữ gìn hòa bình. Và đến nay nó đã trở thành cuộc chiến có quy mô lớn và thiệt hại nghiêm trọng không những với Nga, với Ukraine mà cả với Mỹ, châu Âu và toàn cầu. Tiếp theo, một vùng đất khác mà chiến tranh vẫn đang tồn tại đó là Iraq. Iraq có lịch sử chiến tranh lâu đời. Chiến tranh Iran-Iraq kéo dài từ năm 1979 đến năm 1988 và kết thúc trong bế tắc, mặc dù đã khiến 500.000 đến 1.500.000 người thiệt mạng. Sau đó, chiến tranh vùng vịnh lại nổ ra khi Iraq xâm lược Kuwait cho đến khi bị Mỹ đánh bại vào năm 1991. Tiếp sau đó nữa là cuộc nội chiến với những người nổi dậy nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Iraq, ông Hussein. Từ năm 2003, Mỹ và Liên quân đồng minh tiến vào Iraq lật đổ chính quyền của ông Hussein và chiếm đóng Iraq cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Al-Qaeda và các chế độ nội bộ khác đã chống trả và kết quả là bạo lực dẫn đến 151.000 người đến 1,2 triệu người Iraq thiệt mạng. Kể từ khi Mỹ và các đồng minh rút quân, Iraq tiếp tục hứng chịu những bất ổn chính trị kéo dài và bạo lực, bao gồm cuộc nội chiến giữa lực lượng giữ gìn hòa bình Iraq với nhóm binh nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant. Một đất nước khác là Syria. Nội chiến Syria là cuộc chiến đẫm máu thứ hai trong thế kỷ 21. Xung đột nảy sinh từ sự bất mãn của người dân với chính phủ Syria và leo thang với các cuộc biểu tình năm 2011 kêu gọi cách chức Tổng thống Assad. Các cuộc biểu tình này đã bị đàn áp dữ dội và chuyển thành chiến tranh. Đây là cuộc nội chiến giữa phe do Tổng thống Assad lãnh đạo và đồng minh Nga-Iran, còn đối thủ là phe nổi dậy với sự đứng sau của Mỹ và đồng minh. Tất cả các bên tham gia cuộc chiến, bao gồm chính phủ Syria, các nhóm phiến quân đối lập Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, đã bị các tổ chức quốc tế chỉ trích vì các vụ thảm sát và vi phạm nhân quyền. Cuộc nội chiến cũng đã gây tình trạng tị nạn nghiêm trọng với hơn 6 triệu người mất nhà cửa, phải di tản trong nước và hơn 5 triệu người khác phải trốn ra nước ngoài. Chúng ta tiếp tục đến với Yemen. Yemen hiện đang trải qua một cuộc nội chiến hơn 20.000 người thiệt mạng chỉ tính riêng năm 2019. Nội chiến Yemen là cuộc tranh giành quyền lực bắt đầu vào năm 2014 giữa hai bên đều tuyên bố mình là chính phủ hợp pháp, chính phủ do Hadi lãnh đạo và chính phủ do phong trào Houthi lập nên. Ngoài nội chiến Yemen thì Ả Rập Xê Út cũng can thiệp vào với vai trò ủng hộ chính phủ của ông Hadi. Ả Rập Xê Út và 10 nước đồng minh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm tiêu diệt Houthi. Đây là hành động bị cộng đồng quốc tế lên án vì số dân thường thiệt mạng. Chiến dịch ném bom đã giết chết hơn 17.700 dân thường tính đến tháng 3 năm 2019. Theo ước tính, hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong nội chiến Yemen, trong đó có 12.000 dân thường. Hơn nữa, tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng do chiến tranh ước tính khiến cho 13 triệu người Yemen có nguy cơ chết đói. Tiếp theo là Mexico. Đây là một cuộc chiến tranh vô cùng đặc biệt. Không phải xâm lược, không phải mâu thuẫn giữa các nước, cũng không phải nội chiến giành quyền lực, mà là cuộc chiến chống lại các băng đảng buôn ma túy. Mà chiến tranh không chỉ diễn ra giữa chính phủ với tội phạm, mà còn xảy ra giữa các tập đoàn buôn bột trắng với nhau.
Từ năm 1982, ở Mexico đã diễn ra nhiều cuộc đấu súng khiến nhiều người thiệt mạng. Tội phạm ở đây có vũ khí hiện đại, có tổ chức chặt chẽ với hàng nghìn thành viên và thậm chí còn có cả xe bọc thép và máy bay hiện đại. Điều đó khiến cảnh sát cũng một phần bất lực. Nhiều sĩ quan đã hy sinh trong cuộc chiến này. Kể từ năm 2016, ít nhất 120.000 người đã thiệt mạng và 27.000 người bị mất tích do hậu quả của chiến tranh bột trắng. Tổng thống Obrador đã tuyên bố chiến tranh kết thúc từ khi nhận chức năm 2018, nhưng thực tế các cuộc xung đột vẫn diễn ra, tội phạm vẫn hoành hành và vẫn nhiều người thiệt mạng. Ngoài ra thì chúng ta còn có nội chiến ở Somali, cũng là một cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa chế độ độc tài quân sự và các nhóm nổi dậy vì không hài lòng với sự quản lý của chính phủ. Cuộc chiến kéo dài hàng chục năm khiến đất nước vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn. Vào tháng 4 năm 2020, các nhà nghiên cứu nhân đạo đã bày tỏ quan ngại đặc biệt về khả năng của đất nước trong việc xử lý đại dịch COVID-19 do thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nội chiến Somali đã khiến ít nhất 500.000 người thiệt mạng. Tiếp theo là Libya. Người dân Libya học được cách nổi dậy chống chính quyền từ các nước láng giềng như Tunisia và Ai Cập dẫn đến cuộc chiến chống lại chính phủ. Gần 100.000 người đã thiệt mạng, nhưng các phe vẫn không muốn hòa bình. Kết quả là bất ổn kéo dài cho đến tận ngày nay, còn đất nước thì hoang tàn và đổ nát. Đây chỉ là các cuộc chiến lớn. Ngoài ra, chúng ta còn có các cuộc chiến nhỏ hơn tại Algeria, Cameroon, Chad, Colombia và hơn 10 quốc gia khác. Chúng ta thấy, phần lớn các cuộc chiến đều vì tranh giành quyền lực, khá vô nghĩa, nhưng hầu như các nước có chiến tranh đều hoang tàn đổ nát, người dân đói khổ nghèo nàn. Mong rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, hòa bình trở lại, người dân sẽ đỡ khổ hơn. Và quan trọng hơn, chúng ta đang được sống trong hòa bình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn vào các nước, chúng ta thấy rằng mình đang còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Hãy trân trọng điều đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.